Xin chào các bạn, chúng tôi hôm nay lại tiếp tục một video về mẫu Toyota Land Cruiser 70, thiết kế cổ điển tân hiện đại, nhìn nó có vẻ hơi cũ. Nhưng không sao, quan trọng là bền bỉ và hợp lý cho chuyến hành trình của bạn và gia đình được. Sau khi ra mắt tại Nhật Bản thì bây giờ nó được công bố tại thị trường Úc, nơi mà những mẫu Toyota luôn là chủ đề quan tâm hơn. Việc giới thiệu hệ thống truyền động mới thể hiện một bước phát triển đáng kể đối với Land Cruiser 70 Series, mang đến cho khách hàng sự linh hoạt nâng cao và các tùy chọn phù hợp với nhu cầu cụ thể của họ. Việc trang bị động cơ turbo diesel 4 xi lanh 2.8 lít kết hợp với hộp số tự động 6 cấp là sự khác biệt đáng chú ý so với động cơ V8 truyền thống và thiết lập hộp số sàn vốn đặc trưng của 70 Series kể từ năm 2007. Động cơ 4 xi lanh 2.8 lít, một động cơ đã được chứng minh và đáng tin cậy trong dòng sản phẩm 4x4 của Toyota, mang lại sự cân bằng giữa công suất và hiệu quả. Với 150 kW ở tốc độ 3.400 vòng 1 phút và moment xoắn cực đại 500 Nm ấn tượng có sẵn từ 1.600 đến 2.800 vòng 1 phút, hệ truyền động mới này được thiết kế để xử lý các điều kiện khắt khe mà Land Cruiser 70 Series phải đối mặt, cho dù đó là di chuyển trên địa hình gồ ghề hay thực hiện các nhiệm vụ kéo nặng. Để đảm bảo hiệu suất tối ưu trong những môi trường đầy thách thức và dưới tải nặng, động cơ 2.8 lít đã trải qua những sửa đổi cơ học cụ thể được thiết kế riêng cho Land Cruiser 70 Series. Kỹ thuật tỉ mỉ này không chỉ đảm bảo khả năng làm mát mạnh mẽ mà còn duy trì khả năng kéo phanh ấn tượng 3.500 kg trên tất cả các mẫu xe trong dòng 70 Series. Ngoài hệ thống truyền động mới, Land Cruiser 70 Series nâng cấp còn tự hào có thiết kế bên ngoài được làm mới nhằm tỏ lòng tôn kính với dòng Land Cruiser mang tính biểu tượng. Sự kết hợp của đèn pha LED hình tròn, lưới tản nhiệt hình vuông đặc biệt và các tính năng lấy cảm hứng từ phong cách retro, chẳng hạn như lỗ thông hơi làm mát ba khe gợi nhớ đến Land Cruiser 75 Series, giúp nâng cao tính thẩm mỹ chắc chắn của xe. Nội thất của Land Cruiser 70 Series cũng trải qua sự thay đổi, kết hợp giữa sự tiện lợi hiện đại với các yếu tố thiết kế hoài cổ. Cụm đồng hồ mới, gợi nhớ đến đồng hồ tốc độ 40 Series cổ điển, kết hợp với màn hình hiển thị đa thông tin màu 4,2 inch, cung cấp cho người lái những thông tin cần thiết trong nháy mắt. Sự ra đời của hệ thống đa phương tiện 6,7 inch, tương thích với Apple CarPlay và Android Auto, mang lại nét hiện đại, đảm bảo khả năng kết nối và giải trí khi di chuyển. Những cải tiến về an toàn và công nghệ không chỉ giới hạn ở tính thẩm mỹ và hệ thống chuyển động. Việc bao gồm các tính năng như cảnh báo trạch làn đường, hỗ trợ biển báo đường và đèn pha tự động tăng cường hơn nữa cam kết của Toyota về an toàn. Người đam mê địa hình sẽ đánh giá cao tính năng kiểm soát hỗ trợ xuống dốc đối với các vết trượt có kiểm soát, bổ sung thêm một lớp khả năng cho Land Cruiser 70 Series. Tính thực dụng của Land Cruiser 70 Series được nâng cao nhờ các cập nhật về chức năng, bao gồm hàng ghế thứ hai mới với chức năng gập chia tỷ lệ 60-40 ở các biến thể Wagon. Các biến thể Workmate và GX có viền vai nổ bền, trong khi các phiên bản GXL có vải bọc màu xám, kết hợp độ bền với sự thoải mái. Với danh tiếng lâu dài về độ bền và độ tin cậy, Toyota Land Cruiser 70 Series nâng cấp nhằm mục đích thu hút nhiều đối tượng khách hàng hơn, đồng thời tiếp tục là phương tiện được lựa chọn cho những ai yêu cầu hiệu suất vượt trội trong những môi trường đầy thử thách. Khi Land Cruiser 70 Series bước vào chương mới này, nó vẫn duy trì bảng màu cổ điển và được hỗ trợ bởi các tùy chọn bảo hành và dịch vụ toàn diện của Toyota, mang đến cho khách hàng sự an tâm và là dấu hiệu rõ ràng về sự tự tin của Toyota đối với tuổi thọ và độ bền của xe.
Việc giới thiệu các tùy chọn như khóa vi sai trước và sau cùng lớp sơn cao cấp cho phép khách hàng điều chỉnh Land Cruiser 70 series theo yêu cầu cụ thể của mình, nhấn mạnh hơn nữa cam kết của Toyota đối với sự lựa chọn và sự hài lòng của khách hàng.